Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao nó bị đứng hình hoài vậy trời? Lâu lắm rồi đó, Phong đang nấu đồ ăn mà nói chuyện mà cũng phá nữa. Nói chuyện được có chút xíu nó cũng phá nữa, đứng hình cứ ngắt luôn. Hello chị lần ba hả? Chào Nam Phan, chào anh chị. Vô trở lại nha. Linh Thủy Hoàng, chào Linh Thủy Hoàng. Sợ lắm anh chị, là không làm livestream mà là mai mốt lên Facebook đó, nó làm cái sự tương tác rất là chậm. Chứ chậm ơi là chậm, phải làm. Mặc dù rằng là vừa nấu ăn mà vừa làm thì cũng phải cố gắng, thấy không? Làm cho nó nóng lên, không có gì cũng vậy, là nó nóng lên cũng giống như chiếc xe vậy đó. Mình để chiếc xe ngoài một chỗ mình không khởi động nó là mai mốt mình đề nó không chạy luôn, thấy không? Để nó không chạy, nổ không nổ máy luôn, phải đi sạc. Mình bây giờ lâu lâu mình phải ra mình đề nó lên rồi mình nổ, mình kiểm tra máy móc xăng xe cổ nó có bougie của nó có bị gì không, để cho nó chạy là một hồi khoảng nửa tiếng cho nó chạy cho nóng rồi là tắt cũng được, may ra khởi động tiếp vậy đó. Chào anh Phan Giang, chào chào cô Hằng Nguyễn. Để Dương bỏ cái này vô một cái, đứng đang hồi nói chuyện nó khép nó. Đây là thịt, thịt nó tối nay ăn thịt này nè. Phải làm rồi làm phải nấu ăn, không làm mà không nấu ăn đó là đói. Anh chỉ thấy làm mà biết mà không có ăn uống gì đó, tao nói ăn cháo không à, nấu cháo trắng ăn không à, nấu cháo trắng tí xíu tiêu tí xíu hành nước mắm ăn vậy đó, tại vì không có thời gian mà ăn riết rồi nó vậy nè, ốm nó ốm tống tao muốn teo luôn, không có thời gian mà vậy á. Ốm mà đẹp được rồi hả Phước Nguyễn, ốm bạn mới dễ thương. Ốm mà nhiều khi ốm mà nó ăn không được, ngủ không được, nó nổi mụn tùm lum tà la nữa không. Hồi mới qua nó ú như ú nùng, ú nao, ú đần luôn, giờ qua hết ú rồi. Hồi mới qua 3 tuần tăng 6kg, rồi bây giờ qua chính trị chính em riết ốm nhách rồi, hết ốm hết mập đỏ luôn rồi. Cho người lên hỗ trợ, và bây giờ ai lên nè, bây giờ ai lên, ok đi Dương mò lên phụ, thấy không? Ăn không được, ngủ không được, bởi tội lắm, mấy người mà làm chính trị này kia nọ tội lắm. Anh chị thấy ông Obama không? Ông lên ông làm 4 năm, 8 năm, ông xuống ông già như thế cà vậy đó. Trời ơi, tôi không có làm cái gì, tôi thường dân thôi đó. Chỉ là thường dân thôi đó, chỉ là lên nói vấn đề xã hội thôi đó, những cái bất công thôi đó, mà nó già như thế cà vậy nè. Hãy ông viện sứ, đưa hãy ông viện sứ lên. Là cái điện thoại tôi bị đứng, nó ngộ lắm luôn. Đầu bạc luôn, đúng rồi, đầu bạc luôn. Thấy không? Mình nhất đàn bà sợ xấu nữa, sợ già nữa, đúng không? Đàn bà sợ nhất là già xấu. Mà mình ngày hôm nay mình lâm vô con đường này nữa, ăn không được, ngủ không được nữa. Lại đứng nữa hả? Sao kỳ vậy? Uống xuống cân thì làm chính trị. Hải Âu viện sứ Dương mời á. Mình uống bia thì hơi xỉn chút lên nói được không? Mèn đét ơi, mèn đét ơi, đang ở đâu mà uống bia vậy? Hải Âu viện sứ Dương mời nó lên đi, Hải Âu viện sứ. Sao kỳ vậy ta? Còn nghe được mà. Hải Âu viện sứ đâu rồi? Nghe ok thế ok. Nói sao khung khung nhìn hello. Nhìn hello thịt nó khác nhau. Hello Thị Dương. Chị cho nên chị chia sẻ hộ em đi để em không. Hi. Dạ. Ừ, chị Hải Âu viện sứ đang ở đâu vậy? Đỡ đảm đang quá thôi. Ờ, chị ở Phoenix, Arizona. Arizona ở bên Mỹ. Em nghe không? Em nghe chị dạ. Nói không? Dạ nghe kỹ chị. Ừ, chị ở bên Mỹ. Sau một khoảng thời gian chị sống ở em đang nói gì đó. Em giỏi quá dạ. Vậy. Em nấu ăn tối, đang làm salad với lại ít thịt để mà ăn tối đó chị, ăn tối. Ừ. Dạ. Chị qua Mỹ cũng được 26 năm thì dạ. Cũng theo dõi Thùy Dương nhiều cái video clip lắm rồi thì em là một cái gì đó là khuyến khích chị nói lên những cái gì mà hiện trạng của Việt Nam ngày nay đó chứ. Thời xưa thì chị cũng không có quan tâm tới về cái vấn đề ở Việt Nam đâu. Nhưng mà sau khi coi những cái gì em nói hoặc là những cái anh chị ở hải ngoại cùng lên tiếng á, thì chị cũng
đôi lúc là cũng mình đọc báo rồi mình cũng thấy bực mình, rồi mình cũng lên tiếng giùm cho người ở trong nước. Và hồi trước á, hồi xưa là 2 năm vừa rồi chị về Việt Nam á, thì những gì ở Việt Nam á, cái bề ngoài của nó thì rất là đẹp, nhưng mà phía trong thì bên trong của nó thì rất là cũng là còn còn nghèo nghèo lắm, nghèo và rất là cái tệ nạn xã hội cũng còn còn rất là nhiều đó. Và mình nhìn bề ngoài thì thấy nó thay đổi rất nhiều, thấy nó là nhà cao cửa rộng xe hơi này nọ, nhưng mà đi sâu vào vấn đề phía trong á, em đi về vùng sâu vùng xa á, thì em vẫn còn thấy được những cái sự bất công, những cái như như chị đi ra ngoài tới những cái chỗ vùng xa, chị thấy những cái cảnh sống của những cái người dân ở đó mình không thể cầm nước mắt được, là tại vì chị thấy giống như có một cái bô rác, một cái bô rác ở Bình Thuận, ở Ninh Bình đấy, Dạ, mà có Bình biết Thuận. bao nhiêu đứa trẻ nó phải sống ở trên cái đống rác đó, mà thật là nó hôi thối lắm. Mà lúc đó là mình không còn cảm giác được cái mùi hôi nữa, mà mình chỉ đứng đó và mình rớt nước mắt thôi. Mình nghĩ tới những đứa trẻ phải sống như vậy, mình trầm lặng không có được. Thì nói về cái hiện trạng ở Việt Nam hiện nay thì chị thấy là nó bất công, nó bất công nhiều hơn là những gì như các bạn trẻ nghĩ là ôm đất nước bây giờ tân tiến, đất nước bây giờ thay đổi rất là nhiều, cuộc sống an lành, đâu phải giống như ở Mỹ là đánh bom, bắn giết nhau. Thì ở xã hội nào thì nó cũng có những cái vấn đề đó, nhưng mà hãy nhìn lại cái hạ tầng cơ sở và những cái sự hỗ trợ của chính quyền đối với những người dân, thì em sẽ thấy nó khác xa rất là nhiều. Chẳng hạn như hồi nãy cái cô ở Canada nói đó là đúng đó, là tại vì ba của chị cũng 2 tháng trước cũng vừa mới một bệnh rất là nặng, và nếu mà chị nghĩ ông mà ở Việt Nam chắc là ông chết rồi, chứ ông cũng không có qua nổi đâu. Tại vì khi mà gọi cảnh sát á, thì chỉ trong vòng 3 phút là tới rồi, Dạ đúng rồi. và đưa thẳng vào bệnh viện, và mọi thứ đều được lo lắng rất là tốt. Dạ. Và sau khi là ông ra bệnh rồi thì giống như là tụi chị cũng anh chị với chị rồi cũng đi làm, cũng không có cái thời gian để mà tập cho ông về cái vật lý trị liệu, mặc dù ông đã ở trong cái facility mà nó về cái rehab là về vật lý trị liệu 2 tuần. Dạ. Nhưng mà sau khi ông về rồi người ta vẫn muốn theo dõi cái tình hình của ông, thì người ta hỏi là con cái có thời gian để mà lo cho ba mình hay không. Dạ. Thì tại vì bên này mình cũng vẫn phải lo cho gia đình nhỏ của mình, con cái vẫn phải lo đi làm, thì có y tá tới 3 ngày 1 tuần để mà tập cho ông, để mà lo cho ông, giúp tụi chị. Dạ, Dạ. thì cũng cái quyền lợi của những cái gì ở bên này sống nó đáng sống. Còn chị thấy thì những giới trẻ ở Việt Nam thì thờ ơ quá, sống vô cảm quá, thờ ơ quá. Và không, chị kể cái câu chuyện này rất là vui, Dạ. nó không phải nó vui với chị, nhưng mà nó chị cảm thấy nó là một cái điều gì đó nói lên được cái hiện trạng xã hội ngày nay, là họ chấp nhận, họ cam chịu như vậy. Dạ. Chị và người bạn đi đường và ngồi ở một cái quán cà phê ở bên đường, thì thấy có một đôi vợ chồng hay là bạn trai bạn gái gì đó không biết, thì ngừng xe Honda lại, thì thấy cái người đó xuống mà đấm cái người phụ nữ dữ lắm, Đúng đấm rồi. quá trời luôn, xong rồi cái mà lấy cái nón bảo hiểm mà đập lên đầu cái chị ta. Xong cái anh bạn của chị mới nói là em ngồi ở đây nghe không, xong rồi cái ảnh mới băng qua đường, ảnh chạy qua đường, ảnh mới can ảnh can ảnh ảnh can thiệp, với lại ảnh can thiệp là nói là chị cũng không biết là ổng nói cái gì nữa, nhưng mà có ý là chị thấy là anh bạn của chị can cái người đàn ông đó. Rồi sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra thì ảnh mới đánh cái người đàn ông đó, thì cái người phụ nữ lại quay ngược lại đánh người bạn của chị. Trời ơi, Giống trả hả? như là
cũng không hiểu tại sao nữa. Thì xong rồi ảnh mới bỏ, ảnh đi ảnh qua trở lại ảnh mới cái chị hỏi thì ảnh nói cái người phụ nữ đó là đáng bị đánh là tại vì á không hiểu chuyện, họ chấp nhận bị những cái họ chấp nhận, họ cam chịu những cái gì người đàn ông đó đánh mình, dạ đúng chứ không phải là họ 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 biết đứng lên cho bản thân họ mà họ chấp nhận như vậy. rồi. Chị thấy nó lạ đời gì thì sao á, rồi Dạ. đụng xe đó người ta cứ đi ngang qua thôi, người ta không có ngừng lại đâu, Dạ. có người đụng xe đi ngang qua vậy đó, thì anh chị ngừng lại thì cũng giúp cái người đó. Còn vào bệnh viện nhi đồng á, chị về bên đó là chị mén nữa bị gạt 15 triệu, là tại vì có một cái người đó đưa một cái tên của một đứa bé đó mới có 5 tháng tuổi mà bị mổ tim ở nhi đồng 2, nói cái tên đó thì chị muốn tới đó chị ủng hộ, thì bạn với chị ở nước ngoài cũng nói mày tới thì mày đang ở Việt Nam thì mày tới thử coi cái việc đó có đúng hay không. Thì chị tới đó 2 lần, mà anh bạn chở tới đó 2 lần để mà tìm cái người đó mà họ không muốn cho mình gặp cái đứa bé đó, và đi vô hỏi, đi vô tận phía trong cái chỗ mà làm hồ sơ hỏi cái bệnh nhi đó thì người ta lại không biết. Mà cái người đó mình gọi phone á, mình nói là mình đang ở bệnh viện nhi đồng 2 nè, cho ra gặp rồi dẫn vô thăm đứa bé coi tình trạng ra sao rồi mình giúp á. Dạ. Họ không chịu, họ hẹn mình ở chỗ khác để, nhưng mà xong rồi anh bạn chị nói cái này là không có đúng rồi, là Dạ. tại vì có thể là họ dùng cái bệnh trạng của đứa bé nào đó không có thiệt để mà họ lừa gạt những cái gì Đúng của rồi. người nước ngoài để mà cái lòng nhân đạo của người nước ngoài gửi về đó. Đó Dạ mém đúng nữa rồi. là chị cũng mất 15 triệu rồi chứ bộ. Nhưng mà Đó, mình chị chạy thấy tới nơi thì không? mình không có thấy như Dạ. vậy. Có rất là nhiều điều. 20 năm, 20 năm chị mới quay lại Việt Nam một lần. Mà về tới Việt Nam ngày đầu tiên là chị mất nguyên cái vali luôn. Trời. Mất luôn. Tại vì bạn chị nói mày đừng có đóng thùng. Mày đóng thùng thì nó sẽ mở thùng, nó rạch thùng. Dạ. Mà cuối cùng thì mình đi vali thì lại vali mất luôn. Trời Không thấy luôn. khủng Rồi khiếp. mình mấy ngày sau họ nói họ tìm được thì những cái đồ như là dầu thơm, thuốc thì lại bị Dạ. mất hết, chỉ còn quần áo thôi à. Thì họ bắt mình, họ nói mình là nếu muốn thì mày kiện đi, giống như là làm đơn kiện cái hãng máy bay. Mình về có 3 4 tuần hỏi em làm sao có thời gian kiện nó thì mình cho qua luôn. Mà nó cũng làm khó dễ khi mà mình không có để tiền ở trong cái passport thì nó thì chị cũng không có để tiền trong passport thì nó cũng làm khó dễ. Xong rồi cũng hên có một người nước ngoài đứng ở phía sau chị thì chị bắt đầu chị nói tiếng Anh thì nó lại sợ nó cho chị qua, nhưng mà nó đóng cái mọc giống như cái đâm một cái như vậy này, giống như là nó dằn mặt mình á. Nghĩ tới cũng 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 có nhiều điều rất là bức xúc. Hiện tại là chị bức xúc nhiều việc ở Việt Nam và muốn có một cái thông điệp là các bạn trẻ hãy nhìn lại cuộc sống ở Việt Nam không có thanh bình như các bạn nghĩ đâu, nó rất là náo loạn lên rồi. Tại vì bây giờ việc mất nước của mình cũng gần tới rồi, Trung Quốc nó tràn lan hết, hỏi em chẳng có một nước nào mà mở cổng tự do cho người Trung Quốc hay là một người di dân nào từ các nước khác qua hết, không có mở cửa hải quan như vậy được, không có mở cửa biên giới như vậy được. Có nghĩa là chỉ còn đọc được bài báo là những cái du lịch Trung Quốc đó là họ zero đồng, có nghĩa là không có tốn đồng nào hết, họ đều được qua Việt Nam. Nhưng ngược lại mình muốn qua nước họ mình phải xin visa, và chính bây giờ mình là người Việt Nam, mình sống trong nước Việt Nam mà mình vẫn phải xin visa để đi đến những chỗ của Trung Quốc, chẳng hạn như Phú Quốc bây giờ em vẫn phải xin visa đó chứ, tại vì nó đã cho Trung Quốc 499 năm rồi. Bây giờ Đà Nẵng, Nha Trang tất cả đều là người Trung Quốc, Vịnh Hạ Long bây giờ cũng là người Trung Quốc. Thì các bạn hãy nhìn lại đi, đất nước của mình không còn là của mình nữa, mà là sẽ sắp tới đây là sẽ là của người Trung Quốc chứ không phải là của mình. Có thể sau này mình về Việt Nam
cái Việt Nam nó không còn cái tên nữa, mà nó sẽ là một cái châu nào đó của người Trung Quốc thì sao? Các bạn không có thấy buồn hả? Các bạn không có thấy đau lòng hả? Mà bây giờ chị thấy toàn là những cái gì như là ăn nhậu sáng Đúng rồi. trưa chiều tối, quán cà phê gì cũng đông người hết, Dạ đúng rồi. không có lo lắng gì, mà mình hỏi tới ai thì họ nói đâu thấy gì đâu, đâu có Đúng người rồi. gì đâu, đất nước Đúng. an bình lắm, đâu có thấy gì. Nhưng mà Dạ. thật sự những gì mà mình nói cho họ thì họ lại không tin, Không tại tin, vì không tin ở đúng bên rồi. đó nó bị bưng bưng bít hết trơn rồi, em không có những cái thông tin như vậy, chỉ có bên này mình mới có những cái thông tin như vậy. Mà mình nói cho những người bạn mình biết đó, thì những người bạn của mình lại nói tại sao bây giờ mày làm phản động quá vậy, mày về Việt Đó. Nam một chuyến xong rồi mày phản động quá, rồi họ lại đánh ca mình, họ không tin mình đó. Cho nên là chị nói là không đâu, tất cả những gì anh chị em ở hải ngoại ở đây không phải là muốn làm phản động, ai cũng có công ăn việc làm cả, ai cũng bận rộn cả, nhưng mà vì họ yêu nước, họ thương người dân Việt Nam, họ muốn lên tiếng để cho các bạn thức tỉnh, chứ không phải là họ muốn lật đổ một cái chế độ. Cái chế độ này nếu mà chỉ có một vài trăm người lật đổ họ thì họ đã lật đổ lâu rồi, họ đã ngủm lâu rồi chứ đâu có tới bây giờ. Nhưng mà muốn cho các bạn nhận thức ra được những cái gì đang nguy hiểm, những cái gì hiện trạng của Việt Nam hiện nay, mà các bạn có một cái đoàn kết với nhau, và các bạn phải lên tiếng cho chính mình. Như Tổng thống Obama nói, nếu nước của bạn mà bạn không tự đứng lên tiếng nói của bạn thì ai đứng lên nói giùm bạn đấy, đâu có ai Hay đâu. quá, dạ. Tự do của mình mà mình không đứng lên mình tranh giành thì lấy ai tranh giành cho mình? Nhà mình không đuổi giặc Dạ. đi, mày mời giặc vô mà tại tao có quyền gì tao phải đuổi giặc cho mày? Thì các bạn phải là người đứng lên mà để lên tiếng nói của mình. Mình Dạ. biết Chúng là ta các cũng đứng bạn không lên. có, đúng, mình biết là các bạn không có cái tự do ngôn luận, cho nên những anh chị em ở hải ngoại đều lên tiếng để giúp cho các bạn, thì các bạn phải biết thương những người đó, chứ đừng có mà như cái tụi dư luận viên rồi AK47 hay cái gì vô mà chửi toàn là bậy bạ không à, cái đó là không có đúng. Và chị cũng cảm ơn Thùy Dương, Thùy Dương là một cái động lực gì đó để cho chị cũng ảnh hưởng tới chị cũng nhiều đó chứ. Và chị coi những cái clip, cái video clip của em thì chị cảm thấy là những cái livestream của em rất là có hữu ích. Mặc dù là người dân ở trong nước họ ngồi một chỗ nhưng mà họ vẫn thấy được cái cuộc sống ở bên ngoài. Nhưng mà chị không có cái sức như em, như là mỗi lần đi đâu cũng muốn livestream cho dân chúng coi nhưng mà lại không có cái lực như em để mình nói. Bởi vậy chị chỉ muốn nhắn những bạn trẻ ở Việt Nam nên cố gắng mà đoàn kết với nhau, nên cố gắng lên tiếng, nhất là phải nghĩ tới những anh chị mà đã đấu tranh cho nhân quyền, lên tiếng nói mà bây giờ họ phải bị những cái án tù tội rất là nặng, và phải họ không đấu tranh cho họ đâu, họ đấu tranh cho con cháu họ về sau, cho các bạn hiện tại và cho con cháu họ về sau, để sau này con cháu họ không còn phải sống trong cái sự nô lệ, sống trong một cái môi trường tốt hơn. Họ đấu tranh, họ chấp nhận những cái bản án đó để mà họ cho con cháu tương lai của họ về sau. Các bạn phải hiểu điều đó và các bạn phải cảm ơn và nghĩ tới những cái anh chị đó, và phải lên tiếng. Một người lên tiếng không được thì ngàn người lên tiếng, ngàn người lên tiếng không được. Tại sao bây giờ mình có 95 triệu người mà mình lại không lên tiếng như Venezuela đi? Mình đứng lên một cái là cộng sản nó sẽ sụp đổ thôi. Nhưng mà các bạn lại không dám, ai cũng nghĩ tới miếng cơm của mình, ai cũng sống cho mình hết, không có dám đụng chạm gì, hoặc là ai cũng chấp nhận, cúi đầu chấp nhận cho đảng cộng sản nó đè đầu đè cổ mình, miễn là mình còn miếng cơm ăn. Chưa chắc đâu nha bạn, miếng cơm của bạn ăn bây giờ cũng là những cái độc hại chứ cũng không phải là cái đồ sạch để các bạn ăn đâu. Bởi vậy các bạn không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho tương lai của con cháu sau này. Chị chỉ muốn có một cái câu nhắn lại những cái người bạn trẻ ở Việt Nam như vậy thôi. Còn những người già họ hết sức rồi thì tụi mình bây giờ còn sức thì còn nói, còn các bạn trẻ ở bên đó mình tiếp tiếp sức cho các bạn trẻ bên đó, và mong rằng các bạn trẻ sẽ hiểu được và sẽ cùng nhau lên tiếng.
thì Việt Nam mới có thể là có hy vọng được. Thì Dạ. cảm ơn Thùy Dương đã cho chị lên cái livestream này với em Dạ. là lần đầu tiên luôn đó, và cảm ơn cả nhà đã lên nghe lắng nghe. Dạ, Chị Duyên cảm làm ơn chị việc Hải đây, Anh Việt chị Thư. cũng đang Dạ, làm việc nè. dạ, cảm Rồi, ơn bye chị. bye em. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Đôi khi Dương nói á, thì nhiều người lại nói rằng á, là Dương nổ quá, Dương bốc phét quá, ra nước ngoài rồi bày đặt khoe khoang, bày đặt ý ở đây là ở nước ngoài. Nhưng mà không, tại vì sao? Dương muốn nhiều anh chị nước ngoài lên tiếng để phụ thêm cho cái tiếng nói của mình. Đôi khi anh chị biết lúc này Dương rất là bận, bận ơi là bận luôn, sáng đi học, sáng ngủ dậy sớm, Dương cũng đã nhiều lần Dương nói rồi. Cho nên đó là lý do mà Dương không thường xuất hiện trên Facebook nữa, không thường xuất hiện. Và cũng không phải vì vậy mà Dương bỏ cái con đường này, cho đến khi nào mà Việt Nam nó thay đổi, cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy được cái quang cảnh, cái đường xá của đất nước Việt Nam của chúng ta trở nên sạch đẹp hơn, con cháu của chúng ta đỡ khổ hơn, chúng ta còn không còn thấy những cái vấn nạn mà người dân Việt Nam của chúng ta phải đón lấy, đón nhận nữa, thì lúc đó có thể là Dương sẽ lắng lại và Dương ẩn lại và Dương làm công việc của mình. Lúc đó Dương sẽ sống cái đời sống cho mình. Thật sự ra Dương muốn anh chị biết, ra bên đây á, chỉ cần chúng ta đi làm, chúng ta có nhiều tiền là chúng ta hưởng thụ. Chỉ cần chúng ta đi làm rồi bắt đầu chúng ta có tiền rồi chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chơi thôi, thoải mái vô cùng. Cuộc sống rất là sung sướng và anh chị có thể đi bất cứ nước nào anh chị đi, không có gặp trở ngại và khó khăn gì hết. Cho nên nó nhiều người qua bên nước ngoài rồi họ sống sung sướng, và họ có đi về Việt Nam đi chăng nữa thì họ cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần lễ hoặc là 3 tuần lễ rồi cuối cùng họ cũng trở về lại đất nước này thôi để mà họ tiếp tục lao động. Và vì dĩ nhiên cái con đường mà họ đi đến những đất nước khác nó dễ dàng hơn rất là nhiều nếu họ sống tại Việt Nam. Những người bạn của Dương mà biết được, mà Dương biết đó, thì từ khi mà họ ở Việt Nam họ không thể nào đi đến những cái nước xung quanh khác, nhưng mà khi họ sang Na Uy rồi á là họ đi nhiều nước khác, và trong thời gian rất ngắn 2 hoặc là 3 tháng là họ đi có khoảng 4 5 nước khác nhau rất là dễ. Nhưng mà tại vì sao? Tại Việt Nam thì đời sống của chúng ta lại không thể nào được như vậy, con dân của Việt Nam không thể nào được như vậy. Vì sao? Họ cứ lầm lũi mãi trong cái công việc đồng áng, lầm lũi mãi trong cái công việc lao động, rồi những cái giá trị cuối cùng họ mong kiếm được là cái gì? Cuối cùng thì họ bệnh và họ chết thôi. Những cái giá trị mà trong cuộc sống của họ không có giá trị nào hết. Cha mẹ bệnh phải vào bệnh viện chăm sóc, con bệnh phải vào bệnh viện chăm sóc, mà nhiều khi con bệnh đi vào bệnh viện chưa chắc gì mà mình an tâm nữa. Mình ngồi đó mình trả tiền cho cái dịch vụ đó, mà đôi khi mình cảm nhận được chưa chắc cái mũi kim đó, cái liều thuốc đó chích vào con mình nó an tâm nữa. Và cái đó là cái hậu quả của cái việc mà chúng ta tin tưởng vào cái chế độ này, cái xã hội này. Mà nếu như cái xã hội này mang lại sự an toàn cho chúng ta, nhưng không cần lên tiếng. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta đưa con vào trong nhà trường, chúng ta có thể, cái đứa con của chúng ta có thể bị đánh cho bầm mặt bầm mày. Khi chúng ta đưa con của chúng ta đi vào trong nhà trường, mà đưa những cái đứa con gái 5, 6 tuổi, 7, 8 tuổi, cái khả năng nó bị hiếp dâm rất là cao. Hồi sáng Dương đọc một bài báo, Dương thấy một thầy giáo hiếp dâm 8, 9 đứa học sinh mầm non, 8, 9 đứa học sinh tiểu học. Anh chị thấy không? Rồi ngày hôm nay chúng ta có tưởng tượng được nổi là đứa con thân yêu của mình nó còn nhỏ xíu như vậy mà khi đưa vào trong trường học bị hiếp dâm. Đó, đó là một cái trường hợp nhỏ, một ông thầy giáo thôi đó nha. Cái đó là chúng ta nhìn thấy là nó đưa lên báo chí thôi, nhưng còn vô số những cái trường hợp khác nữa. Nó nhiều lắm. Cho nên là khi mà, nhưng mà những cái điều đó khi mà Dương sống ở Việt Nam đó, thì Dương nghĩ rằng đó là bình thường. Dương sống ở Việt Nam thì Dương nghĩ rằng đó, là cái chuyện đó nó xảy ra như cơm bữa, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu lạ, rất là bình thường. Không có gì để mà bàn tán lắm chị. Thấy không? Nhưng mà khi mà Dương ra bên đây, Dương mới thấy được cái sự hồn nhiên của những cái đứa trẻ 1, 2, 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi, và cái cách giáo dục của người ta. Thì lúc đó Dương mới mở cái đầu của Dương ra, Dương mới mở cái não của Dương ra. Thì Dương đó Dương tiếp nhận cái mới, cái hay. Ồ, Dương mới hỏi là ôi tại sao mà ở đất nước của người ta đó, nó văn minh nó đẹp như vậy, mà phải chi á, đất nước Việt Nam của chúng ta nó khóa mình lại, nó không có giao lưu, nó không có đi du học, nó không có mở ra để nó hòa nhập với mọi với thế giới đó, thì nó khác phải không? Còn đằng này á, hàng năm họ họ lấy tiền thuế của dân, Dương cứ hay dùng cái tiền thuế này hoài. Thực sự ra cái người dân Việt Nam của chúng ta, anh chị ngồi anh chị tính thì chúng ta sẽ biết cái tiền thuế của chúng ta đóng mắc và cao hơn nhiều lần so với những người ở nước ngoài luôn. Đó là cái điều mà Dương dẫn chứng cho anh chị coi. Một con gà tại Việt Nam, tại sao anh chị muốn ăn một con gà mà con gà thả vườn ở Việt Nam anh chị bỏ ra gần một ngày làm để anh chị mua con gà khoảng 2 kg đến 3 kg, phải không? Đó là cái nguyên nhân vì sao Dương đang nói về một cái tô phở đặc biệt, một cái tô phở đặc biệt ở bên Mỹ. Dương nói tính cái này thì nhiều người cũng mong làm ơn tư duy dùm.
Một cái tô phở đặc biệt ở bên Mỹ dương tính cao lắm khoảng 10 đồng. Dương tính 10 đồng, 10 đô la. Mà một giờ ở bên Mỹ đó, một giờ ở bên Mỹ dương tính như này cho dễ nhìn nè. Người ta làm, Dương có người thân của Dương đang ở bên kia Washington DC. Một giờ thấp nhất của họ, tại vì họ mới sang Mỹ chừng khoảng là 1 năm 10 tháng thôi, khoảng từ khoảng đó thôi. Thì cái giờ thấp nhất lương của họ bây giờ là 14 đô la một giờ. 14 đô la một giờ mà cái tô phở bình thường á là khoảng 6-7 đô. 6-7 đô gì đó. Ai muốn bên Mỹ thì khẳng định dùng nhiều loại lắm, là tô phở bình thường. Nhưng mà cái tô phở đặc biệt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khoảng 10 đô. Khoảng 10 đô là quá cao rồi đó. Thì chúng ta nhìn đi, một giờ làm. Một giờ làm của chúng ta ăn một cái tô phở 10 đô trong khi cái lương của họ, lương thấp của họ là 14 đô. Mà ăn tô phở đặc biệt vẫn còn dư 4 đô. Rồi Dương nói bây giờ Dương có ví dụ. Ăn một cái tô phở ở Việt Nam mà anh chị vô phở Hòa ở đường tô phở Hòa ở đường Pasteur, tô phở Hòa đường Pasteur. Vô phở Hùng ăn. Đi vô phở 24 giờ ăn, một cái tô phở bình thường, phở Hòa cái tô phở bình thường thôi bây giờ Dương nói đó là chắc có thể là 75.000 đồng rồi, 75.000 đồng một tô. Đó là tô phở bình thường. Mà một cái người lao động bình thường, Dương cho một người lao động bình thường, Dương nói cái này có nhiều người vô la làng lắm nè. Một người lao động bình thường ở Việt Nam 20.000 đồng. Một người lao động Việt Nam bình thường 20.000 đồng. Mà ăn tô phở bình thường, một ăn tô phở vô trong phở Hòa này kia nọ, một tô phở bình thường là 60.000, 70.000 là tô phở ngon. Nói như vậy không có nghĩa là ở Việt Nam không có những cái tô phở bình thường. Phở 15.000, phở 10.000 có. Mà trong cái chất liệu nêm nếm cái nước phở nó là cái gì? Có nhiều, trong thời gian trước có những cái bài báo á, có những cái nhà xưởng họ đi gom xương bò, xương heo, xương thùm và lằng xằng các loại xương trong bãi rác này kia nọ, họ về họ nấu để cho nó ra cái nước ngọt, rồi họ lấy con chuột, họ lấy con giun, con trùng để họ nấu cái nước để ra cái nước phở và họ đi phân phối lại, họ đi bán lẻ lại cho những cái người bán nước phở đó, anh chị ăn thấy ớn không đó. Thì bây giờ Dương quay trở lại ha, thì Dương tính ra anh chị ăn một cái tô phở ở trong đó đó, để mà ăn tô phở ngon và chất lượng đó, thì mất khoảng 3 lần. Mất khoảng 3 lần, mất khoảng 3 lần ha, mất khoảng 3 lần. Vậy thì có phải rằng là chúng ta sống ở trong cái môi trường tại Việt Nam, chúng ta phải ăn mắc hơn, chúng ta phải trả mắc hơn và chúng ta đóng thuế nhiều hơn. Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi. Một cái ví dụ nhỏ Dương nói thôi. Bây giờ Dương nói nói một cái ví dụ nữa là một cái loại thanh long mà nó hay xuất khẩu ở nước ngoài mà anh chị biết đó. Cái loại thanh long mà cái rau nó cứng cứng đó. Cái rau nó cứng cứng đó, biết không? Cái thanh long đó là không có bán ở trong nước mà nó có bán chăng nữa rất là mắc. Thanh long nó bán rất là mắc tại vì thanh long ăn rất là ngọt. Dương ở bên đây Dương làm 150 crone nem một giờ là Dương nói thấp, bây giờ nó quy định lương tối thiểu ở bên đây là khi xin việc làm là tối thiểu phải cái người chủ nhà hàng hoặc là cái người sử dụng lao động tệ nhất phải trả là 160 crone nem. 160 crone nem. Nhưng một ký thanh long ở bên đây Dương mua đó nha, Dương đang tính cái giá của bên đây và cái giờ lao động ở bên đây, rồi Dương tính cái giá ở bên Việt Nam và cái giờ lao động ở Việt Nam, chứ Dương không tính cái giờ lao động của Việt Nam, cái giờ lao động của Na Uy để mà quy ra cái giá sản phẩm của tại Việt Nam nha. Dương đang dùng cái giờ lao động của Na Uy và Dương nói cái hàng hóa tại Na Uy để cho anh chị thấy cái sự chênh lệch và cái sự dư tiền ra như thế nào, rồi Dương nói cái giờ lao động tại Việt Nam và cái giá hàng hóa tại Việt Nam để chúng ta thấy cái sự chênh lệch và vì sao ở bên nước ngoài người ta có dư. Và vì sao ở nước ngoài những cái chính sách phúc lợi cho con dân của người ta nó tốt mà ở tại Việt Nam thì không. Dương nói như vậy để cho chúng ta dễ hiểu, chứ nhiều người nói ơi ở nước ngoài 5.000 nó mua được 1 ký rau muống không? Bây giờ ở nước ngoài mua được 5.000 mua được 1 ký rau muống không? Không có đâu. Rau muống bây giờ tệ lắm cũng phải 10.000 một ký. Rau muống Việt Nam tệ lắm cũng phải là 10.000 một ký. Ở bên bên Na Uy này có nghĩa là anh chị muốn muốn mua được 1 ký rau muống anh chị phải bỏ ra nửa giờ làm, đúng không? Mà Việt Nam là nơi có thể trồng rau muống được, là một cái vùng nhiệt đới trồng rau muống được và người nông dân có thể sống bằng cái nghề trồng trọt được, thì cái giá rau muống nó như vậy là như thế nào ha? Rồi bây giờ Dương nói ở bên đây cái đất nước Na Uy này là cái đất nước lạnh không trồng rau được, nhưng mà cái giá rau muống vô tính ra nó cũng chưa mắc bằng cái giá rau muống tại Việt Nam, chưa có mắc bằng nó, mặc dù là họ cũng đóng thuế này kia nọ, cũng đánh thuế trên cái rau của hàng hóa nhưng không có mắc bằng.
rồi nhiều cái vấn đề khác nữa lắm. Rồi một ngày nào đó Dương sẽ tập trung nhiều cái vấn đề lại, Dương sẽ đưa ra con số cụ thể cho anh chị, tại vì lúc này Dương rất là bận, Dương không có nhiều thời gian nữa, Dương nói hoài luôn, đi học rồi là bận vô cùng luôn. Để cho chúng ta thấy được tại Việt Nam chúng ta đóng thuế rất là nhiều và chúng ta ăn đồ ăn mắc hơn rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì vợ bệnh con đau nhà hết gạo là đói. Ngày hôm trước mà ăn xong ngày hôm sau không đi làm là đói. Ngày hôm sau mà không đi làm là ngày tháng tới tháng đóng tiền nhà, không có tiền đóng tiền nhà, không có tiền đóng tiền điện luôn. Con bệnh vô bệnh viện là kể như xong phim luôn. Cha mẹ bệnh vô bệnh viện là kể như phải nghỉ làm để chăm sóc. Hồi nãy giờ có nhiều người lên rồi đó, 15.000 ký Thanh Huỳnh nói là muốn đó. Nãy giờ có nhiều anh chị lên. Tại sao họ sống ở cái xứ tư bản, họ là người Việt Nam chúng ta, họ sống ở nước ngoài mà những cái chính sách phúc lợi đó họ được hưởng? Họ là người Việt Nam chứ họ không phải là người Canada, họ không phải là người Mỹ, họ là người Việt Nam, gốc Việt Nam, chỉ là quốc tịch thôi. Nhưng mà tại sao người ta sống trong một cái môi trường tốt như thế, còn tại Việt Nam của chúng ta thì không? Dương là một cái người trẻ từ Việt Nam mới ra nước ngoài, cho nên đừng có ai bảo chị về Việt Nam chưa mà chị nói vậy. Cái luận điệu này bỏ đi, đừng có xài nữa, đừng có xài nữa. Cái việc xây dựng cái cơ sở hạ tầng hoành tráng, tưng bừng, vĩ mô, lớn, rộng, những cái trung tâm thương mại lớn, nhìn tưởng đâu là nó phát triển, nhìn cái đường xá như vậy tưởng đâu tốt, nó đường xá xây lên được chạy được bao nhiêu thời gian, chúng ta thấy ở bên ngoài nó hào nhoáng giống như một người phụ nữ vậy đó. Được trang điểm, được dùng son mỹ phẩm tốt, nhưng mà khi mà bỏ cái lớp mỹ phẩm nó ra rồi là cái người phụ nữ rất là ghê luôn. Thì ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta nhìn thấy là cái dạng gọi là hình thức thôi, chứ còn cái chất lượng của cái dự án, chất lượng của công trình đó nó không có. Nó bây giờ chúng ta nhìn thấy cột điện bên ngoài nó hoành tráng không, cột điện ở bên ngoài nó chất lượng không, nó ngã một cái là cột điện ở bên trong toàn là xi măng không, xi măng không mà cốt thép không có, rỗng tết ở bên trong. Rồi anh chị thấy đường xá mở lên một một thời gian thôi là bể đường hết, sụp lún rồi, cái đường đang bằng phẳng như vậy chạy này kia nọ, tại vì nó họ làm đâu có chắc cú đâu, những cái container trọng tải lớn nó chạy nó lún nó, cái con đường Võ Văn Kiệt lún hoài gì, khúc mà gần tới Đồng Văn Cống nó quẹo qua đó, khúc đó nó bị lún rồi một thời gian, sửa cũng quá chừng luôn, nhiều lắm luôn anh chị. Rồi trường học, học sinh đang ngồi ở trong đó, trường rớt xuống đầu học sinh chết. Không có cái gì là tốt hết, không có cái gì là tốt. Nhưng mà nếu tại Việt Nam Dương nói những cái điều này anh chị, là không sớm thì muộn họ sẽ bóp cái tiếng nói của Dương mà thôi. Không sớm thì muộn họ sẽ đưa những cái giấy mời tới, họ đưa công an tới áp lực, áp đảo tinh thần của mình để cho mình không nói nữa, và họ cho những cái tiếng nói này là phản động. Mà họ không nghĩ rằng đây là những cái sự góp ý và các anh phải khắc phục. Chúng tôi là người dân, chúng tôi sống trong đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam này là của chúng tôi có quyền lên án và phê phán bất cứ những hành vi nào sai phạm, làm thiệt hại đến quyền lợi, tổn hại đến lợi ích của toàn dân. Và chúng tôi được quyền lên tiếng, bởi vì chúng tôi là công dân Việt Nam và các anh, các chị cũng thế. Các anh đại diện cho chúng tôi, chứ các anh không có quyền đàn áp và thống trị lên chúng tôi. Nhưng mà ngày hôm nay đất nước Việt Nam anh chị thấy có bao nhiêu người dám lên tiếng, và họ sống một cái đời sống nô lệ, họ mở miệng ra họ sợ, họ sợ như vậy là họ là nô lệ rồi, họ là cái tầng lớp vị trị rồi. Vậy thì gọi là giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, gọi là giải phóng để được ngày hôm nay người dân của chúng ta trở thành những tầng lớp vị trị. Như vậy nó có hợp lý không anh chị? Không hợp lý, không hợp lý chút nào hết, không hợp lý. Tôi là người trẻ sống tại Việt Nam mới ra khỏi nước ngoài thôi, tôi thực sự là bất ngờ vô cùng luôn, bất ngờ ơi là bất ngờ với những cái sự phát triển ở bên ngoài, phát triển tột bậc, sốc lắm anh chị. Một cái người trẻ luôn có một cái khao khát tự hào, trời ơi ngày xưa tự hào lắm, đất nước của chúng ta đã có những cái công lao rất là to lớn, có những cái chiến tích rất là lớn, đó chính là gì? Có công đánh đuổi cái giặc Mỹ, giặc Pháp, họ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Dương đã từng nghĩ rằng là không tưởng tượng rằng một đất nước Việt Nam nó nhỏ như vậy, người dân Việt Nam của chúng ta nó như vậy mà có thể đánh được những cường quốc, đã từng tự hào. Và đọc những cái bài văn của Hồ Chí Minh viết, ví dụ như là trong cái bản tuyên ngôn độc lập là vua Hùng Vương đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Giữ lấy nước cái gì? Ngày hôm nay khi mà ra nước ngoài rồi, tin tức nó rộng rãi, tin tức nó tiện tự do, mình thấy ủa sao kỳ vậy ta, sao đất nước mình ngày hôm nay là giữ lấy nước mà sao mà thằng tàu cộng nó vô nó đánh dân của chúng ta mà họ dùng tàu lạ, họ không dùng cái tàu Trung Quốc, họ không dùng cái từ chính xác đó là ai đánh, phải không? Rồi bây giờ người dân nông nghiệp, người dân làm nông nghiệp thì phải đánh trồng xong thì phải bán hàng hóa với giá rất là rẻ, thậm chí bỏ cho trâu cho bò ăn luôn, không bán được, không có xuất khẩu được, không có thu lại cái nguồn lợi đầu tư, cái nguồn tiền đầu tư ban đầu được, không làm được. Thì tại sao cái nguồn hàng hóa nhập vào của từ phía biên giới mà từ Trung Quốc nhập vào lại không đồng, lại đánh thuế, có nghĩa là không đồng. Và đồng thời ngày như hôm nay thì
Dương được biết là ở cửa khẩu Móng Cái á, Dương nói là mỗi ngày như vậy nó mở cửa ra cho khoảng 4 đến 10 ngàn người. 4 đến 10 ngàn người đi từ cái cửa khẩu Móng Cái đi vào trong Việt Nam với cái điều kiện là gọi là không cần visa. Không cần visa, chúng ta phải đặt câu hỏi chỗ này, không cần visa, nguyên nhân vì sao như vậy? Chúng ta là những người trẻ, chúng ta học, chúng ta bị nhồi sọ nhưng chúng ta phải tư duy, chúng ta phải phân tích, ủa vì sao như vậy? Rồi bây giờ chúng ta nghĩ lại. Họ là người Trung Quốc. Họ nói tiếng Tàu mà họ đi vào cửa khẩu Móng Cái không đồng. Ok, chúng ta để đây. Vì sao như vậy? Đặt một cái kế nữa. Tại sao người Việt của chúng ta họ nói tiếng Việt máu đỏ và da vàng? Có nhiều người sinh ra và lớn lên sau đó họ ra nước ngoài họ định cư, nhưng mà khi họ về Việt Nam họ muốn ở 3 tuần, họ phải tới đại sứ quán của Việt Nam tại những cái nước họ đang ở, họ xin visa và họ phải trả tiền tùy theo cái mức độ, tùy theo cái đại sứ quán ở bên đó, tùy theo cái người làm việc đó, chứ không có một cái mức quy định chung. Quy định chung là có, nhưng mà để mà thống nhất cái số tiền để mà họ lấy à, không ai giống ai hết. Thằng nhân viên A nó lấy 10 đô, thằng nhân viên B nó lấy 15 đô, thằng nhân viên C nó lấy 20 đô. Không có ai giống ai. Tại vì sao mà người Việt của chúng ta khi mà họ ở nước ngoài họ về Việt Nam họ phải trả tiền, họ phải trả tiền xin visa. Còn thằng Tàu Cộng đi vào đất nước của chúng ta thì không có xin visa. Đặt câu hỏi đi, chuyện gì đang xảy ra đối với cái hệ thống lãnh đạo của chúng ta? Chuyện gì đang xảy ra với cái chế độ này? Chuyện gì đang xảy ra với đất nước này? Đặt câu hỏi liền. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta né tránh nó được. Cái nguyên nhân vì đâu, cái hệ quả nó như thế nào, chứ không thể nào mà nói tôi không biết nữa, tham nhũng hay nó ai biết đâu, nước nào cũng chúng ta không thể nói như thế vậy được. Người ta có tham nhũng nhưng mà người ta tìm cách để giảm nó như thế nào, người ta hạn chế nó như thế nào, và những người tham nhũng nó được xử lý như thế nào, bị xử lý làm sao. Đó là cái cách mà những người trẻ chúng ta buộc phải tham gia vào cái vấn đề xã hội ngày hôm nay. Chúng ta không có thể nào im lặng được. Dương lên tiếng thì Dương được gì ngày hôm nay anh chị? Được gì không? Không được gì hết trơn. Được gì? Nhưng mà chúng ta phải lên tiếng, bởi vì cái đó là cái trách nhiệm làm công dân của mỗi quốc gia. Dương là công dân Việt Nam, cái trách nhiệm Dương phải nói. Bởi vì ngày hôm nay cái xã hội Việt Nam á, làm cho mình sống không nổi. Cái điều kiện kinh tế của chúng ta đó, cái cuộc sống của chúng ta tại Việt Nam anh chị, có muốn phát huy cái tài năng của chúng ta phát huy cũng được. Ngày xưa Dương rất là đam mê hội họa luôn. Dương rất là đam mê hội họa luôn anh chị. Cái cuộc sống nó đẩy Dương đi vào cái con đường mà cơm áo gạo tiền đến ngày hôm nay. Cái việc hội họa của Dương nó không còn nữa. Dương rất là thích vẽ. Hồi còn nhỏ Dương đi học trên tập, trên sách vở của Dương vẽ rất là nhiều. Nhiều thứ lắm, vẽ nhiều quá là nhiều luôn. Nhưng mà cái cuộc sống nó làm cho Dương mai một đi cái tài của mình, cái đam mê của mình, không có còn cái đam mê nữa. Dương rất là thích. Bao nhiêu người, Dương là một cái ví dụ cụ thể thôi. Còn biết bao nhiêu người khác nữa, bao nhiêu tuổi trẻ khác, họ phải bỏ đi cái đam mê của họ. Họ phải tạm lắng lại cái đam mê của họ, rồi theo thời gian họ quên đi luôn cái đam mê của họ, họ không thực hiện được ước mơ của họ. Nhiều lắm luôn. Vậy thì chúng ta có muốn con cháu của chúng ta như thế không? Họ không thực hiện được ước mơ của họ không? Muốn không? Không muốn thì chúng ta lên tiếng. Và đó là cái nguyên nhân mà vì sao, mặc dù là Dương ngày hôm nay Dương chỉ ra nước ngoài được có 1 năm 9 tháng, 1 năm 10 tháng, 1 năm 11 tháng vậy thôi, mà Dương cực lực Dương lên đo lên tiếng và Dương phản đối những cái điều này. Không, Dương không có quan ngại, Dương không có ngồi đó mà Dương quan ngại hoài, nói bằng cái miệng hoài. Mình hành động bằng cách là mình lên tiếng, mình báo động cho những người trên Facebook của mình biết nè. Mặc dù rằng cái tiếng nói của mình là nhiều người nói ô mày nói được gì đâu, nhưng mà ít ra tôi cũng cho được người trong nước thấy những cái gì ở bên ngoài nó có. Ít ra tôi cũng cho được người ở trong nước thấy được những cái sự phát triển ở bên ngoài về đường xá, giao thông, môi trường, về cách sống, về cái sự hưởng thụ của đất nước của người ta, những cái gì mà cái đất nước người ta mang lại cho công dân của người ta. Mình là những cái người gọi là sống tạm bợ, những cái cây tầm gửi trên cái đất nước này mà thôi, chứ mình không phải là những cái người gọi là công dân của họ. Một thời gian sau chúng ta là công dân, nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam. Chúng ta vẫn là người Việt Nam và chúng ta mong cầu cái điều gì cho quê hương của chúng ta? Đó là một cái đất nước tốt hơn, phát triển hơn, và giá trị của chúng ta khi ra nước ngoài nó được nâng cao hơn. Và chúng ta, con cháu chúng ta ra nước ngoài có thể ngang nhiên và ngẩng mặt nói với mọi người tôi là người Việt Nam. Còn bây giờ hả, nói tôi là người Việt Nam coi, nó hả, nó lườm lườm, nó ngó tới ngó lui, nó xem thường chúng ta nữa. Ồ, nó người Việt Nam bây giờ hả, ra nước ngoài đó gì bay cá mập treo lên tòa đại sứ ở bên bên nước nào đó, Thụy Sĩ, Thụy Điển gì đó. Bao nhiêu chuyện anh chị biết, bao nhiêu chuyện luôn họ làm. Khi nào mà mình ra nước ngoài rồi mình mới thấy được họ làm những cái việc khó chấp nhận lắm, rất là khó chấp nhận. Ok anh chị, thì bây giờ bên đây là 9:25 rồi, thì Dung cảm ơn anh chị ha. Thì Dung cũng không có muốn là để làm cho các bạn tại Việt Nam cảm thấy tủi thân đâu, nhưng mà với cái lương tâm của chúng tôi, với cái sự nhìn thấy của chúng tôi về một cái đất nước phát triển, về ví dụ như Singapore hoặc là Thái Lan hoặc Malaysia, và ngày hôm nay tôi đang đứng ở Na Uy, thì tôi buộc là tôi không thể nói dối được. Tôi không thể nói dối được. Vì sao tôi phải rời Việt Nam mà tôi đến đây tôi ở?
Và vì sao mà tôi có thể sống tốt hơn, mặc dù là ngày hôm nay tôi là người mới qua bên đây, có thể là cái chỗ đứng của tôi chưa có ổn định, chưa có gì là ổn định hết, nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ là cái chế độ của người ta dành cho cái đất nước của người ta, dành cho con dân của người ta, và những gì chính phủ người ta làm cho cái quê hương của người ta nó tốt, thì tôi buộc phải lên tiếng thôi, để bắt những người lãnh đạo Việt Nam họ phải trở lại, họ thực hiện cái vai trò và trách nhiệm của họ đối với người dân Việt Nam, chứ không thể lên trên đó rồi thâu tóm tiền bạc. Vậy thì đừng có nói là giải phóng, mà lên nói là cướp. 30 tháng 4 năm 1975 và ngày hôm nay chuẩn bị tới ngày 30 tháng 4 năm 2018, 43 năm rồi. Sắp chuẩn bị là 43 năm rồi mà người dân Việt Nam của chúng ta không có gì mà cải thiện được hết trơn, không có gì cải thiện được hết trơn. Với những cái công trình, những cái dự án treo, với những cái công trình làm với chất lượng rất là kém, kém với những cái nhà trường, với những cái mái trường xây dựng rất là kém và tôn rớt chết người. Với những cái dự án công trình metro này kia nọ, họ cốt thép xi măng rớt xuống cũng dây chết người rất là nhiều luôn. Thì Dương muốn là lên tiếng để mà thúc đẩy cái lòng trắc ẩn của mọi người, muốn lên tiếng để báo động với mọi người rằng là cái đất nước của chúng ta không thanh bình và không hòa bình, không độc lập như chúng ta nghĩ đâu, không phải như vậy đâu. Đó là những lời Dương nói thật đó anh chị, rất là thật luôn á. Rồi anh chị, bây giờ Dương dừng cái phần livestream lại ha. Dương cảm ơn anh chị, thì Dương sẽ cố gắng dành thời gian để Dương trở lại livestream sớm thôi. Dương xin chào và hẹn gặp lại nha.